Trung Cộng xây dựng trái phép tại bãi đá Tư Nghĩa thuộc Trường Sa. Những thông tin hình ảnh mới nhất từ hiện trường cho thấy là Trung Cộng không chỉ xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma, mà còn thực hiện hàng loạt hành động đưa tàu vận tải công suất lớn cấp tập xây dựng tại bãi đá Tư Nghĩa, một rạn san hô thuộc cụm sinh tồn thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo báo Lao động, tại hiện trường cho thấy, Trung Cộng đã điều tàu vận tải công suất lớn, tàu cuốc Thiên Kình mở luồng hút phun cát cấp tốc xây dựng trên bãi cát Tư Nghĩa thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Theo các chuyên gia pháp luật quốc tế, hành động trên là bằng cứ sống động, thể hiện rõ âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Cộng. Những hình ảnh ghi nhận từ hiện trường cho thấy, không chỉ quy mô xây dựng mà còn là bằng chứng sinh động, thể hiện sự ngang nhiên của Trung Cộng trong việc xây dựng trái phép các công trình trên bãi đá Tư Nghĩa. Những ngư dân Việt Nam đánh cá quanh khu vực này cho biết, tàu cuốc Thiên Kình liên tục hoạt động ầm ầm suốt ngày đêm, mở luồng phun những cột cát cao hàng chục mét. Ngoài ra, Trung Cộng còn điều nhiều tàu quân sự đến bảo vệ cho việc xây dựng này. Trước đó, báo Philstar của Philippines dẫn báo cáo mật của chính phủ Philippines cho biết Trung Cộng đang tiến hành khai thác đất trái phép không phải trên một mà là 5 khu vực: đá Gạc Ma, đá Châu Viên, đá Tư Nghĩa, đá Ga Ven và đá Én Đất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trang web Stratfor chuyên phân tích về các vấn đề địa chính trị đánh giá rằng Trung Cộng đang sử dụng chiến lược khai thác dầu và khai thác đất để củng cố những đòi hỏi chủ quyền phi lý trên quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, đồng thời làm suy yếu khả năng của các quốc gia khác thách thức quyền lực của mình. Stratfor cho rằng Trung Cộng sẽ tiếp tục mở rộng biên giới của mình bằng chiến lược đó khi mà nước này vẫn đang nâng cao năng lực hậu cần hải quân.